Hello, xin chào anh em nhé. Đấy, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Great Game Mobile của mình. Và hôm nay cũng là ngày mùng 1 Tết của năm 2023. Để theo lịch âm thì trước khi đến với video ngày hôm nay thì mình xin gửi lời chúc tới tất cả những anh em đang xem video ngày hôm nay của mình là một lời chúc sức khỏe này, thành công này và may mắn trong cuộc sống nha anh em nhé. Rồi ok, thì ngày hôm nay thì chắc là anh em cũng đi chúc Tết bên nội bên ngoại rồi, bạn bè người thân rất là nhiều rồi đúng không? Thì cái thời điểm bây giờ đang là cái thời điểm là anh em cũng khá là mệt mỏi rồi đúng không? Hoặc là cũng có cái thời gian nghỉ ngơi. Thì ngày hôm nay sẽ nháp qua cho anh em một chút về hai cái video của hai người chơi là top 1, đấy, lực chiến top 1 và top 2 của cái cụm server chung hiện nay mình đang chơi. Nói chung là tính đến thời điểm hiện tại thì hai người chơi này sẽ là top 1 và top 2 lực chiến đấy, và sức mạnh ở bên server chung. Thì những người chơi này thì trước đó anh em đã xem các video của mình rồi thì đều đã biết rồi. Hiện nay thì đội hình của người chơi top 1 lực chiến hiện nay ba team của bạn ấy, team số 1 là 9 triệu 4 này, team số 2 là 9 triệu 684 nghìn này, và team số 3 của bạn ấy là 10 triệu 313 nghìn đấy. Và đã có một cái sự thay đổi trong cái team số 3 của bạn ý, là bạn ý đã đưa em tướng Diva Uta đấy, full NP vào trong cái team số 3. Rồi đây, đây sẽ là cái team của người chơi top 2 lực chiến. Thì team của người chơi top 2 lực chiến thì ba team của bạn ý lực chiến lần lượt là 8 triệu 149 nghìn này, 8 triệu 828 nghìn, và team số 3 của bạn ý là lực chiến là 9 triệu 800 linh 2 nghìn. Đấy, 9 triệu 802 nghìn anh em nhé. Và team này của bạn ý cũng có Luffy Zephyr này, cũng có Young Ray này, cũng có em tướng là Nikanofi, và Boop là Diva Uta. Và team của bạn ấy, team số 3 thì bạn ấy sử dụng Dulap Blitz. Đấy, còn lại team số 3 đấy, của người chơi top 1 thì bạn ấy sử dụng em tướng là Siriu Mưa nha anh em nhé. Video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em gọi là bản nháp trước cái trận đấu chung kết diễn ra tối ngày hôm nay. Thì mình sẽ gửi tới anh em hai trận đấu bán kết của hai người chơi này nhé. Đây, đầu tiên là đối với người chơi top 1 lực chiến thì bạn ấy sẽ gặp một người chơi mình gọi là Burgit nhé. Team của người chơi Burgit này lần lượt là 7 triệu 4, 8 triệu 4 và 7 triệu 2. Như vậy là so với team số 1 đấy của người chơi top 1 lực chiến thì anh em thấy là thấp hơn khá hơn 1 triệu lực chiến đối với cả ba team. Và một mình cái team số 1 của người chơi top 1 lực chiến này đấy có thể ăn được. Đấy, anh em có thể thấy là đội hình của bạn ấy là xem nào, Cyborg Kuma này, rồi em tướng là Perona này, Kinh Hỏa Hoạn này, Sư Tử Vàng Siki, và em tướng là Carrot nha anh em nhé. Rồi ok, bây giờ sẽ cùng đến với cái trận đấu đầu tiên của bán kết 1 giữa người chơi top 1 lực chiến. Đấy, người chơi top 1 lực chiến thì mình cứ gọi là team của người chơi Ryuma nhé. Anh em thấy là vừa rồi là Siki là bổ một phát là đi luôn em tướng là Sabo rồi. Mà trong khi đó là khi mà Sabo đấy đi với một team mà có ba hệ khác nhau thì sẽ tăng gọi là cái kháng bạo và tăng cái miễn giảm sát thương. Rất là ok luôn anh em ạ. Giấy 3 triệu sát thương đến từ vị trí của em tướng Carrot. Ở trong team này thì mình kết nhất hiện nay đối với cái team số 1 của người chơi top 1 lực chiến anh em ạ, thì kết nhất là em tướng Sư Tử Vàng Siki. Bởi vì em tướng Sư Tử Vàng Siki hiện nay ở bên server chung thì đang làm mưa làm gió rất là nhiều trận đánh anh em ạ, đạt được MBV rất là nhiều cùng với Young Ray. Đấy là hai con tướng top 1, top 2 luôn anh em ạ. Rồi ok, bây giờ sẽ cùng đến với team số 2 đấy của người chơi Bergy nhá. Team này thì bạn ấy chơi một con tanh là Edward Review này, một em búp là Wanomako. À, như vậy là hai tanh kết hợp em tanh Orion nữa, và hai em tướng đam đó là Young Ray và em tướng đam là Yamato. Trong đó thì Young Ray là full kỹ năng SP anh em ạ. Vừa rồi thì Young Ray với kỹ năng 1 thì gây được 3.750.000 sát thương cho em tướng là Cyborg Kuma anh em ạ. Đấy, còn đây là ulti đấy của em tướng Carrot. Như vậy thì em tướng Carrot là ulti theo hàng dọc anh em ạ. Vừa rồi anh em thấy là con tướng Edward Review và em tướng Tank Odin là đều bị dính cái đòn ulti của em tướng là Carrot nhá. Còn đây là ulti của Perona này. Ulti của Perona thì hiện nay Perona này thì là đang mang một cái skin anh em ạ, tức là đang mang trang phục kimono. Đấy, mình thì mình thích em tướng Perona là không mang skin hơn, nhìn trông nó đẹp hơn anh em ạ. Và khi mà thực hiện cái đòn ulti ấy, thì nhìn trông nó mờ lem và trông nó đẹp hơn. Wanomako thì chỉ còn một tuần nữa thôi, là khoảng hơn một tuần một chút nữa thôi anh em ạ, là sẽ chính thức là ra mắt ở bên server Việt Nam. Đấy là theo như bên server Trung Quốc thì đến 99% là con tướng tiếp theo ra bên server Việt Nam sẽ là em tướng là Wanomako. Đấy, nhưng còn lại là bên server Việt Nam mà cụ thể có ra hay không thì cái đấy thì lại phải do nhà phát hành.
Vừa rồi với một cái đoàn ulti của em tướng Yamato anh em ơi, gần 9 triệu sát thương luôn anh em ạ. Mà so với cái team của người chơi top 1 ấy, là người chơi Ryuma, thì anh em thấy là lực chiến của team top 1 là cao hơn rất là nhiều. Đấy, cao hơn khoảng 1 triệu một chiến. Nhưng tuy nhiên là với cái đoàn ulti của Yamato mà vẫn gây được cái lượng sát thương là khoảng xấp xỉ 9 triệu sát thương, thì anh em thấy là cái em tướng là Yamato ấy, nhiều khi là còn ngon hơn, khi mà nhà phát hành làm ra còn ưu ái và làm ngon hơn thằng bố Kaido của nó rất là nhiều anh em nhé. Như vậy là em tướng tanh Cyborg Kuma của người chơi Ryuma là đã lên đường rồi. Và hiện nay thì kinh hỏa hoạn này, đấy, cũng gần hết máu rồi. Và vừa rồi thì em tướng Cyborg Kuma đã tiếp tục được hồi sinh rồi, với một cái rune hoặc Haki là sau mỗi lượt thì sẽ có cái phần trăm là hồi sinh anh em ạ. Thì vừa rồi là Ryuma đã hồi sinh rồi. À mình xin lỗi, đó chính là em tướng Cyborg Kuma đã hồi sinh. Và Cyborg Kuma ở đây thì là đang mang một cái đang không mang skin anh em nhé, đang mang một trang phục như kiểu tù nhân ấy. Thì mình không thích cái trang phục này của con tướng Cyborg Kuma lắm. Rồi 6.7 triệu sát thương luôn anh em ạ, đến từ vị trí của Carrot. Đấy, nếu anh em nào hỏi mình là nếu như nông dân và dân cày để chơi, lựa chọn những cái con tướng để chơi, quyết định chơi một đến vài 1, 2, 3 con tướng UR đáng chơi và đáng để anh em tích vé và anh em xả vé, thì con tướng số 1 mình vẫn nói với anh em đó chính là em tướng là Wanomako. Thì đó là một em tướng siêu búp rồi, thì không cần phải bàn cãi nhiều, bởi vì anh em thông qua các trận đánh mình gửi cho anh em ấy, thì em tướng Wanomako nó thể hiện rất là đẳng cấp rồi. Đấy là em tướng đầu tiên nếu mà nông dân và dân cày nên chơi. Tiếp theo nữa, nếu con tướng tiếp theo mà anh em đáng chơi thì chính là em tướng Carrot này. Đấy, em tướng Carrot này với một cái khả năng gọi là tự búp công, đấy, và búp sát thương lên đến 40% anh em ạ. Và nó cũng có cái phần trăm bất tử và cũng có miễn nhiễm hiệu ứng đề búp và miễn nhiễm khống chế ở trong vòng mấy cái tơn đầu đấy, 2 đến 3 tơn đầu anh em ạ. Và lượng sát thương của em ý thì không phải bàn cãi. Hai nữa là tạo hình ulti và nhìn trông rất là cute và rất là đẹp luôn. Nói chung là miễn chê luôn. Mà khi mà anh em chơi ở thuộc dòng hải tặc thì anh em dễ dàng gọi là bui SP 11 sao từ những cái con tướng ví dụ như Wano Zoro hoặc là Wano Luffy. Đấy, để anh em chuyển qua. Đấy là con tướng thứ hai. Con tướng thứ ba mà anh em cũng có thể chơi được đó chính là em tướng là Luffy Zephyr. Mặc dù Luffy Zephyr là một con tướng tanh, nhưng tuy nhiên cái lượng sát thương của Luffy Zephyr gây ra thì không thua kém một em tướng đam thuộc cái gọi là top 2, top 3 những em tướng sát thương cả. Nên là Luffy Zephyr cũng là một em tướng rất là hay để chơi luôn. Rồi 10 triệu sát thương đến từ vị trí của Young Ray anh em ơi, rất ok. Đấy, 7.255.000 đến từ ulti của em tướng Perona. Vừa rồi thì Perona nó tích gọi là nó tích cái lượng sát thương đầy phun cái cụt cột tím anh em ạ. Nên là vừa rồi là cái lượng sát thương nó gây ra cũng rất là cao luôn nhá. Trận đấu thì bước sang tơn thứ 7 rồi. Và team của người chơi Bergy thì còn 3 em tướng. Marco này, Edward Review và Young Ray nhé. Team của người chơi Ryuma thì tiếp tục Cyborg Kuma là lên bảng điểm số rồi anh em ạ. Bây giờ thì còn 4 đấu với 3. Trong đó thì team của người chơi Ryuma thì không có búp. Đấy, không có búp Wanomako. Hoặc là cũng không có búp là Divagota, mà hoàn toàn là còn 3 con tướng sát thương. Nhưng mà 3 con tướng này thì đều có khả năng hồi máu ở trong cái kỹ năng của nó anh em ạ. Mình rất là hy vọng cái trận đánh chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày hôm nay và ngày mai, ngày mùng 2 Tết, thì mình sẽ gửi tới anh em cái trận đấu chung kết giữa hai người chơi này. Và mình sẽ tiếp tục làm video để review về cái gọi là cái đội hình và cái trang bị này, rồi cái rune của hai người chơi này, đấy, cho những anh em cùng tham khảo. Anh em có thể là tham khảo ví dụ những con tướng sát thương đơn thì anh em tham khảo sát thương đơn, những con tướng sát thương toàn thể ví dụ như là Kaido thì anh em có thể tham khảo những con tướng sát thương toàn thể để cách bui rune này, haki và kể cả cái trang bị ví dụ như là khảm đá ấy, đấy, và tẩy các dòng của nó đấy, để anh em có thể là vận dụng vào bên server Việt Nam để anh em chơi nhé. Bởi vì hai người chơi này thì lực chiến hiện nay là cao top 1, top 2 rồi. Và đội hình của các bạn ấy thì thật sự là đẹp như tranh vẽ luôn. Mình chỉ hy vọng là anh em bên server Việt Nam là cố gắng là trong năm 2023 này, khi con game kho báu truyền thuyết bên server Việt Nam nó vẫn còn đang duy trì được, vẫn còn đang cho anh em tham gia và trải nghiệm được, thì hy vọng là các anh em cố gắng là đạt được những cái team như đấy, của hai team top 1 và top 2 mình giới thiệu với anh em thôi. Thế là đã quá là mãn nhãn và quá là tuyệt vời rồi anh em ạ.
cùng đến với team số 3. Team số 3 của người chơi Huggy thì với đội hình là hai tank Big Mom, Wanonofi, Mihawk, rồi Zephy và kết hợp Akainu. Nhưng tuy nhiên team này thì mặc dù là lực chiến là có thể cao đấy, khoảng trên 6 triệu 7 triệu, nhưng tuy nhiên là cái đội hình này thì cơ bản là các con tướng 11 sao thôi, chứ không có gì đặc sắc cả, không có kỹ năng SP nó cao nên là không đáng tiền đấy, không tính tiền so với cái team số 1 của người chơi Ryuma, 2 triệu rưỡi sát thương. Và đây tiếp tục ulti đây, liệu Perona có lên bảng không? Như vậy là Perona không lên bảng và bất tử thôi đấy. Ui dồi ôi, bật cái nội tại bất tử luôn anh em ạ, rất là ok. Sau khi bất tử xong thì kết thúc turn thì lại hồi 2/3 cây máu, quá là khủng luôn. 4 triệu 7 sát thương đến từ cái kỹ năng 1 đấy của em tướng là kinh. Như vậy là với một team duy nhất thì người chơi Ryuma đã giành chiến thắng. Trận đấu số 1 thì đánh dấu đấy, sự xuất hiện của em tướng kinh với 11.462.000 sát thương. Đối với trận đánh số 2 thì chúng ta cùng để ý anh em thấy nè, ngoài Cyborg Kuma là một con tướng tanh thì bốn con tướng Perona này, kinh này, sư tử vàng Siki và em tướng Carrot là bốn con tướng thể hiện rất là đồng đều luôn, đều trên 23 triệu sát thương anh em ạ, cao nhất là 27 triệu sát thương. Tiếp theo là Carrot này, Perona này, rồi sư tử vàng Siki là 26 triệu và kinh là 23 triệu. Nhưng tuy nhiên đấy anh em thấy chưa, Young Ryan với 37.920.000 sát thương MBV đội thua rất ok luôn. Và trận đấu thứ 3 thì sư tử vàng Siki với 16.370.000 sát thương nhé. Rồi ok, bây giờ sẽ cùng đến với cái trận đấu bán kết 2. Trận bán kết 2 thì đối với người chơi Bo Hancock thì anh em thấy là team số 1 của bạn ý là lực chiến là 7.937.000 này, team số 2 lực chiến là 8.454.000 và team số 3 là 7.257.000. Như vậy là lực chiến của team bạn này cũng khá là cao này, team 7.9 này, sấp xỉ 8 triệu này và 8.4 này. Đấy, còn đối với người chơi top 2 thì 8.1, 8.8 và 9.8. Thì để xem nào, người chơi top 2 phải sử dụng đến đội hình số mấy. Đây, như vậy là anh em thấy là người chơi top 2 lực chiến của chúng ta thì phải sử dụng cả 3 team anh em ạ, phải sử dụng cả 3 team thì mới có thể là đánh bại được người chơi Bo Hancock được. Đấy, nên là không biết là khi mà cái trận chung kết diễn ra thì nó sẽ như thế nào anh em ạ. Rồi, bây giờ sẽ cùng đến với cái trận đấu top 2 nhé, trận đấu bán kết 2. Và ở video này thì mình hy vọng là anh em hãy cùng comment để dự đoán xem là team của bạn Ryuma hay là team của bạn là Wano Brock là sẽ giành ngôi vị quán quân của mùa giải năm nay nhé, mùa giải của tuần này. Trận đấu số 1 anh em thấy là team của người chơi đâu nhỉ? Như vậy là team của người chơi Wano Brock thì xuất phát từ phía bên phải. Đấy, còn team của người chơi Bo Hancock thì xuất phát từ phía bên trái nhá. Đội hình của team của người chơi Bo Hancock: Oden này, Siki này, Carrot, King và kết hợp là dâu đen, trong đó có dâu đen full HP. Vừa rồi thì Carrot với kỹ năng 1 thì đã tiễn con tướng là Crocodile lên được và nó đã hồi sinh ngay lập tức anh em ạ, và bật nội tại người cát luôn. Đấy, tiếp tục là ulti của Carrot luôn, rất là tuyệt vời luôn. Carrot có những cái pha gọi là xả ram rất là tuyệt vời, đặc biệt là cái kỹ năng 1 của Carrot anh em ạ. 8.667.000 sát thương đến từ vị trí của kinh hỏa hoạn anh em ơi. Và tiếp tục là liên kích, nếu như trong cái ulti của kinh hỏa hoạn ấy mà nó không tiêu diệt được tướng đối phương thì nó sẽ tiếp tục sử dụng một đòn đánh đặc biệt nữa. Đấy, và nó sẽ tấn công đa mục tiêu hơn. Và như vậy là vừa rồi Carrot đã lên được. Cả hai team thì hiện nay thì đều có những cái con tướng bị mất rồi. Một bên thì mất 2, một bên mất 1 anh em ạ. Ulti của Sanji này. Đấy, Sanji thì thực tế là về sau thì cũng gần như là bị out trình anh em ạ. Bởi vì rất là nhiều người chơi là top là không sử dụng em tướng Sanji nha anh em nhé. Sanji rồi Kuzan đúng không cả anh em ạ. 7.1 triệu sát thương đến từ Carrot, quá là tuyệt vời luôn anh em ơi. Và hiện nay thì anh em thấy là sau cái ulti của King và ulti của Carrot thì bây giờ phần thắng lại đang nghiêng về Bo Hancock rồi, team của người chơi Bo Hancock với 3 em tướng sát thương cực mạnh. Và team bên phải của người chơi Wano Brock thì hiện nay chỉ còn 2 em tướng thôi, Crocodile và Sanji Steel Black. Tiếp tục là 5.430.000 sát thương và tiễn Crocodile lên đường rồi. Bây giờ thì còn mỗi Sanji thôi. Chắc là Sanji chỉ cầm cự được một, gọi là một hit của em tướng King nữa thôi. Ôi ở mid rồi. Như vậy là King và Sanji thì đối đầu ở Oni đúng không? Wano Quốc
thì hai con này đấy đã đối đầu nhau, và thực tế thì hai em này ở trong truyện ấy cũng được gọi là có cái nội tại là tăng né tránh anh em ạ. Đấy, khi mà bật cái nội tại bất tử lên hoặc là khi sử dụng ulti thì nó sẽ tăng né tránh anh em ạ. Bây giờ sẽ đến với team số 2 đấy của người chơi Brock. Team số 2 bạn ý chơi là Edward Review, Wanomako, rồi tiếp tục là King này, sư tử vàng Shiki và em tướng Yamato anh em ạ. Team này thì có 4 em tướng là full SP, trong đó là có Edward Review là không full SP nhá. Ok, như vậy là hồi 2.308.000 máu anh em ạ. Liên kích này 2.500.000. Rồi Shiki vừa rồi đã phải bật nội tại rồi. Ok, như vậy là 3.000.000 sát thương đến từ vị trí ulti của Yamato. Và tiếp tục là liên kích lần 2 với 1.952.000. Và sư tử vàng Shiki của người chơi Bo Hancock thì đã lên đường rồi, 2.274.000. Ok, đấy 5.000.000 sát thương anh em ạ, 5.001.000 sát thương với cái đoàn liên kích mà khi mà không diệt được tướng đối phương thì cái lượng sát thương gây ra lại quá là cao luôn. Lé tránh anh em thấy chưa, nếu mà ít nữa mà kinh ra ở bên server Việt Nam thì anh em con tướng kinh này đấy, để mà nó trâu bò thì chúng ta lại phải có cái hướng bui là theo hướng bui giảm sát thương đấy, và bui tăng né tránh anh em ạ. Đấy, cho con tướng kinh để nó có thể là phát huy tối đa cái nội tại của nó, kể cả em tướng Sanji Steel Black cũng thế đấy, để phát huy tối đa cái nội tại của Sanji thì anh em nên bui thêm một cái rune hoặc haki là có mang né tránh nhé. Ok, đấy, sư tử vàng Shiki liên kích là sẽ lên được, như vậy là bật nội tại, bật nội tại rồi, mid rồi đấy, tiếp tục là mid tiếp anh em thấy chưa, mid liên tục rồi lại mid tiếp, 3 đòn đánh là mid liên tục anh em ạ, 4 đòn đánh này đấy, tiếp tục rất là chất lượng luôn, 182.000 sát thương anh em ơi. Và đã hết mẹ, hết né tránh rồi, hết né tránh thì sẽ lên bảng điểm số luôn. Bây giờ sẽ đến với team chính đấy của người chơi Bo Hancock với đội hình là không tanh luôn nhá. 3 sát thương là Young Rainian, Dulap Blitz, Perona và 2 siêu búp đó là Wanomako và em tướng là Diva Uta anh em ạ. Rồi. Ok, như vậy là sau cái màn thể hiện của Young Ray thôi thì anh em thấy là con tướng Wanomako và em tướng Edward Review là đã mất một lượng máu tương đối rồi. Và vừa rồi anh em thấy là cái đòn kỹ năng 1 của em tướng Diva Uta full SP hồi là gần 8.000.000 máu cho hai con tướng anh em ạ. Bởi vì cái kỹ năng 1 của Diva Uta thì nó sẽ hồi máu cho hai tướng đồng minh. Và như vậy thì vừa rồi hồi gọi là 7.000.000, mình nhìn nếu như không nhìn không nhầm là 7.600.000 hay 7.700.000 lượng máu anh em ạ, rất là cao luôn. Nói chung là Diva Uta thì cũng hồi máu gọi là siêu búp đấy anh em ạ. Nói chung là buổi tối mà không làm gì thì anh em hãy về, hãy đến với kênh của mình. Đấy, sau một ngày mà đi chúc Tết mà gọi là rượu chè nhiều rồi, mệt mỏi bánh kẹo nhiều thì xem PK anh em ạ, xem review PK các cái trận đánh để quan sát cho nó mãn nhãn anh em nhé. Sau đó ngủ cho ngon và tối gọi là mơ về những cái giấc mộng đẹp về những cái em tướng trong con game kho báu truyền thuyết. Đấy, và tính toán xem cái lượng là tiền lì xì có đủ để lấy em tướng nào không nhé. Đây ulti của Diva Uta này, ulti thì hồi đam toàn thể, hồi máu toàn thể rồi nên chắc chắn sẽ rất là cao này. Bao nhiêu đây, như vậy là 8.532.000 máu hồi anh em ạ, hồi cho tổng toàn team là 5 con tướng. Nhưng nếu mà chia ra, nếu chia ra như vậy thì chỉ được tầm 1.600.000 đấy, 1.600.000 máu đấy, cho 5 con tướng trong team của ta. Wanomako của team người chơi top 2 thì vừa rồi là hồi là hơn 3.000.000 máu, hồi cho hai tướng, một là bản thân Wanomako và hai là hồi máu cho cái con tướng có lượng máu thấp nhất đấy, của team của ta anh em ạ. 9.700.000 sát thương từ Yamato, rất là cao luôn. Hiện nay thì team của người chơi Brock bên phải ấy, đã mất một em tướng rồi, đã mất một em tướng tanh Edward Review rồi. Bây giờ thì còn 4 đấu với 5 anh em ạ. Dulap Blitz thì gần hết máu rồi. Tiếp tục. Úi giời, 10.356.000 sát thương đến từ vị trí của Perona, ulti của kỹ năng 1 của Perona anh em ạ. Rất là cao luôn. Đấy, hồi 4.600.000 máu kìa anh em ơi.
rất là trâu luôn. Anh em thấy là chơi một team gọi là với hai em tướng siêu búp đấy, người chơi Bo Hancock thì đã mạnh dạn là bỏ qua em tướng tanh rồi, chơi ba dam và hai búp luôn anh em ạ. Đấy, một team rất là ok luôn. Cả hai em tướng Divauta và em tướng là Wanomako thì đều có khả năng búp rất là tốt, vừa búp máu này. Đối với em tướng Wanomako thì búp khiên miễn dịch đấy, còn đối với em tướng Divauta thì búp gọi là ấn miễn tử anh em ạ. Đây ví dụ hiện nay như anh em đang nhìn thấy ở trên đầu của em tướng Young Rainen nhá, thì trên đầu của em tướng Young Rainen là đang có một cái ấn mà cái hình trái tim ấy, vòng tròn ở trên và hai cái cánh. Thì đây là cái dấu ấn miễn tử do em tướng Verona gắn cho em tướng Young Rainen nhá. Đối với em tướng Divauta thì trong cái nội tại Full HP thì vào trận đấu nó sẽ gắn hai cái dấu ấn miễn tử cho hai em tướng với lượng sát thương cao nhất trong team của nó. Như vậy là gắn cho Young Rainen và gắn cho Dulac Blitz. Tuy nhiên là Dulac Blitz vừa lấy thì đã phải sử dụng đến cái nội tại ấy rồi. Và vừa rồi anh em thấy là hiện nay là Young Rainen đã mất cái dấu ấn là nội tại bất tử, là bởi vì vừa lấy là Yamato đã tấn công liên kích hai lần. Và đáng lý ra là Young Rainen đã phải gọi là nên bảng điểm số hoặc là phải bật nội tại của Young Rainen, thì cái ấn đó nó đã gọi là miễn tử cho Young Rainen một lần rồi. Nói chung là Mako và Uta thì đều là những em tướng rất là đáng chơi luôn, nhưng tuy nhiên là Diva Uta thì được xếp vào dòng tướng truyền kỳ nên là rất là khó để nâng kỹ năng SP anh em ạ. Nếu như những anh em nào mà đang chơi em tướng là Wanomako ấy, đấy, thì anh em có thể là chơi được đấy, anh em mình xin lỗi, anh em nào đang chơi em tướng là Sabo đấy thì anh em có thể chơi được nhé. Tiếp tục đến với màn ulti của em tướng Ivauta này, khá là dài luôn, 6.380.000 sát thương anh em ạ. Ulti của Divauta nhà phát hành đang làm khá là dài, đáng nghĩa là cắt bớt đi một chút. Những cái con tướng mà lên làm dài thì lại không làm. Ví dụ như là em tướng Dragon Kaido, tức là Kaido UR ấy, phiên bản mới nhất là đang ra ở bên server Trung và bên server Âu anh em ạ, thì lại làm cái ulti của nó diễn ra nhanh quá. Trận đấu thì đã bước sang turn thứ 7 rồi anh em nhé. Và team của người chơi top 1, mình xin lỗi, người chơi Wano Brock top 2 lực chiến thì còn hai em tướng Sư Tử Vàng Siki và King. Đấy, đối với em tướng Sư Tử Vàng Siki ấy, khi mà nó tích đủ cái ấn, úi giỏi rồi, vừa đang định bảo là khi mà nó tích đủ cái ấn anh em ạ, thì nó sẽ tăng đến 90% giảm sát thương. Nhưng mà vừa mới nói xong thì em tướng Wanomako đã xả một phát gọi là kỹ năng 1 với đầy cái cột đam tích, là tiễn luôn em tướng Siki lên đường anh em ạ. Bây giờ thì sẽ đến với team số 3 của người chơi Brock với đội hình đấy, một tanh là Luffy Zephyr, tiếp theo là ba em tướng sát thương là Young Rainen, Nika Luffy đấy, rồi Dulac Blitz và kết hợp là em tướng Divauta nhé anh em nhé. Như vậy là ba ram, một tanh và một búp đấy. Hai em tướng Dulac Blitz này thì đang mang skin đấy, đang mang skin là không mặc trang phục đấy. Mạng đang có vấn đề gọi là nó liên quan đến Tết nên là rất là nhiều gia đình và tất cả mọi người đã được nghỉ nên là việc sử dụng mạng và đặc biệt là vào buổi tối thì sử dụng mạng rất là nhiều anh em ạ, nên là có dấu hiệu gọi là trục trặc và cái kết nối nó không được ổn định anh em ạ, nên là rất có thể là đang diễn ra trận đánh đến phút cuối cùng thì lại tải lại là lại hết này anh em ạ. Rất đấy anh em ơi, như vậy là rất là bực mình luôn, gọi là gần hết video rồi thì lại gần làm xong cái trận đánh này rồi thì lại dính đòn, nên khả năng mình sẽ cứ để nguyên như này để cho nó chạy như này, nó tiếp tục chạy, nó thi đấu tiếp nha anh em nhé. Chứ nếu bây giờ mà mình ấn gọi là nút bên phải để cho nó gọi là tải lại trò chơi thì nó sẽ out cái trận đánh này ra luôn anh em ạ, thì rất mất công vào xem lại. Đây 4.6 đến từ ulti của Nika Luffy luôn, nên là khi mà anh em chơi ở bên server chung ấy thì anh em nhiều lúc sẽ gặp phải những cái trường hợp như là lỗi kết nối anh em ạ, bởi vì cái đường truyền của mình là cái máy chủ nó không ở Việt Nam, nó ở bên Trung Quốc cơ. Tiếp tục là ulti của Young Ray này,
Đấy, xem, may là vẫn xem được cái lượng sát thương đấy của các cái con tướng nó ghi được anh em ạ. 4.990.000 từ ulti của Dulap Blitz. Vừa rồi anh em nhìn đấy, sau khi kỹ năng 1 của Diva Uta là nó không thể hiện cái điểm hồi máu lên, là bởi vì là em tướng Jong Rainen nó đã gắn cái dấu ấn Desolation đấy, cấm trị liệu cho những cái con tướng có lượng máu thấp nhất. Team của người chơi ở bên trái là người chơi Bo Hancock anh em nhé, nên là không có hồi máu ở trong cái đòn đánh vừa rồi. Perona thì gần chết rồi anh em ơi. Rồi ok, như vậy là Perona bật nội tại bất tử rồi. Đi chưa? Vẫn chưa đi anh em ơi. Đấy, vẫn chưa đi. Vẫn đang bật nội tại bất tử anh em ạ. Các đòn đánh của các con tướng và con tướng Perona thì chỉ có dấu hiệu là hồi máu thôi, chứ chưa có dấu hiệu là nhận sát thương. Nhưng tuy nhiên là Perona thì đang bị dính cái dấu ấn Desolation, nên là cũng cấm trị liệu kìa cả. Nhìn cái cột máu còn một chút ở bên trái của cái khung hình ở chính giữa anh em ạ. Rồi lên đường. Như vậy là Luffy ra 4 thì đã tiễn em tướng Perona lên đường. Và tiếp tục Nika Luffy lại tiễn em tướng là Wano Mako lên đường. Như vậy trận đánh này thì anh em có thể thấy là một sư phụ Young Roy là dẫn dắt hai phiên bản Luffy, đó là Luffy Nika và Luffy Zephyr anh em ạ. Còn một mình đi vào Uta thôi. Nói chung là chỉ có căng kéo được thêm kèo nào thì hay kèo đó thôi anh em ạ. Rất là bực mình luôn. Đấy, xem khi mà bị một cái khung màn hình nó ở chính giữa như này. Nhanh chóng kết thúc đi xem nào. Đấy, đi vào Uta này, choáng rồi. Như vậy Diva Uta đã dính cái hiệu ứng choáng của Luffy Zephyr rồi anh em ạ. Tiếp tục. Úi xà, đòn đánh thường của Nika Luffy rất là đẹp luôn. Lên được. Như vậy là lên bảng rồi. Team số 2 là team chính của người chơi Bo Hancock đã lên bảng rồi. Bây giờ thì đến với team số 3 đấy, của người chơi Bo Hancock. Thì team số 3 này thì trông khá là bèo bọt luôn anh em ạ. Với Mihaur này, Yamato này, Crocus này và Zephy. Đấy, khá là bèo bọt luôn nhá. Và một em tướng là con tướng tanh Bartolomeo. Nhưng mà chắc là không trụ được lâu đâu anh em ạ. Có chăng thì chắc là chỉ trụ được 2 đến 3 turn thôi. Rồi ulti của Mihao này, 1.869.000 sát thương. 700.000 sát thương này. Đây, ulti của Luffy Zephyr đây anh em ơi. Bao nhiêu? 3.165.000 anh em thấy chưa? Một em tướng tanh còn gây cái lượng sát thương còn cao hơn cả em tướng Mihaur anh em ạ. Ui, hồi 7.970 mấy nghìn máu kìa anh em ơi. Hồi quá cao luôn. Đây rồi, ulti của Nika Luffy đây rồi. 5.595.000. Và như vậy là Yamato là lên bảng và đã phải hồi sinh ngay lập tức với cái nội tại của Zephy rồi. Đây ulti của Young Ray này, 7.1 và hồi 4.2 máu anh em ạ. Cao quá cao luôn. Một con tướng rất là toàn diện ở cái phương diện gọi là gây đam và ở phương diện là hồi máu anh em ạ. Tự thân hồi máu và tự thân gây đam. Và bản thân Young Ray thì cũng có cái nội tại bất tử rất là ok luôn anh em ạ. Nếu mà chết thì hồi sinh ngay lập tức. Và bất tử và hồi máu 100% máu luôn. Và nhận luôn 10 cái tầng dấu ấn tăng crit dam ducking luôn. Năng lượng bóng tối luôn anh em ạ. Vua bóng tối luôn. Lên bảng. Rồi, như vậy thì trận đấu đã kết thúc rồi. Rất buồn là không xem được cái lượng sát thương của các con tướng. Đấy anh em ơi. Mình sẽ vào mình check cho anh em cái lượng sát thương của các con tướng ở trận đánh này nhá. Đây, mạng đang có dấu hiệu là khá là chậm, là không kết nối được. Rồi, ok. Vậy thì cái video ngày hôm nay của mình xin phép kết thúc đây. Đấy, có một cái đoạn cuối của nó là hơi trục trặc một chút. Đây, được rồi đây. Mình sẽ vào mình check cái lượng sát thương. Đấy, cho anh em xem nhá. Đây, ok này. Đây, check ở đây, sau đó bỏ qua để vào check cái lượng sát thương cho anh em nhé. Đây, ok anh em ơi, như vậy là trận đấu số 1 thì King với 24 triệu sát thương và em tướng Carrot cũng 23 triệu sát thương này.
Trận số 2 thì sư tử vàng Siki với 14 triệu sát thương này. Trận số 3, 29 triệu sát thương đến từ Perona, rất ok luôn. Trận số 4, Nikanufi với 28 triệu sát thương. Và trận số 5 thì Dunap Blitz với 10 triệu sát thương là MVV anh em nhé. Rồi, ok, anh em sẽ cùng chờ đón vào ngày mùng 2 trận đấu chung kết giữa hai người chơi top 1 và top 2 lực chiến bên server chung nhé. Xin chào anh em nhé.